Chào cả nhà nha. Dạ con kính chào quý ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê An Giang nha. Dạ hôm nay thì nhóm mình được một chị bên Mỹ xin phép được giấu tên nha. Chị tài trợ cái buổi tiệc nướng. Thì đây là cá lóc cá bông lau. Nhìn nó y như con cá lóc của mình. Cá bông lau này thì 5 con. 2 4 5 con. 5 con mà mười mấy ký á chị. Đâu rồi? Đây chị Dung thì cá này á, thì chị có bảo là nướng cuốn bánh tráng cho mấy bé sau khi thi xong nè, cho mấy bé ăn. Còn tôm để phần sau đi, với mực nang này thì mình cũng nướng luôn. Để chút coi mình nướng cái gì đây, muối ớt hoặc là sa tế hả chị. Mì ý này thì chị gửi về nè. Chị gửi cho mì ý với chai suốt gì của chị nè, nhưng mà do nó bị bể hết một keo đó, rồi nó chốc này ra tùm lum hết. Thì mì ý này thì mình làm theo cách mì ý thì mấy bé hơi khó ăn. Mình sẽ dùng mì ý này mình xào mì dạng như mì hải sản vậy đó, thì có rau củ, với bên đây thì nó có gan với thịt heo, còn bên đó thì tôm mấy đứa lột ra bóc cái vỏ đó. Đặng chút nữa mình xào mì ý hải sản đó. Mì với ba cái rau đó thì xào chung với mì nè. Dạ đúng rồi. Rồi trước khi dạ với chị cũng có nói. Ừ, Dương chưa vô hả? Tám nói 2 ngày trước rồi. Tám nói là chủ nhật này là làm tiệc rồi nhận tiền luôn. Là nói về chị Hai cái gì. Chị Diễn xuống chị Diễn gì. Dạ. Tấm dặn nó hôm bữa là 2 ngày 3 ngày nay rồi, là chủ nhật này đó là làm tiệc trao tiền thưởng, là chị này năm rồi đã cho rồi. Thì chị bảo đó là những bé là ba bé, chị chọn là ba bé, bé An, bé Ngân và bé Dương. Bé Dương thì con của anh Tư, sẽ trao tiền thưởng, mà nếu như bé nào mà có giấy khen loại giỏi. Dạ thì để chút em điện cho bé Dương coi, bữa em báo trước 2 ngày 3 ngày gì rồi. Dạ thì trước khi làm tiệc đó em gửi lời cảm ơn đến chị rất là nhiều nha chị. Dạ em chúc cho chị cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe chị ơi. Dạ thôi bây giờ mình làm đi. Cá này là mơ làm nó không chết nữa nè. Mạnh ghê luôn á. Cá đó phải đập đầu cho nó chết mới nướng được nha, dãy lắm. Chín làm cho em này đem chín được không? Ừ đây đập đầu mới ra. Cá thấy nó bự quá, bự luôn rồi nè. Để lên này nướng vậy. Ủa vậy này không ai làm nổi đâu. Con này nhiêu ký? Rồi. Một đứa lặt rau này với bóc tôm trước đây lặn tấm ướp. Lấy kéo cắt bóc tôm đi con. Nè vậy anh làm mấy con cá này cho nó ấy giùm em ha. Ra ngoài đường cảnh chín cho nó sạch không? Nấu cái gì? Nấu nước sôi dạ. Này Ngọc rửa mấy này đi Ngọc. Rửa bóp muối với con. Đang lên mình sắc. Với mực này nè chị. Ừ. Không có rồi nè. Có vậy. Đó rồi, sao bóc tôm, củ cải, cà gót đó hình như hơi nhiều á, mấy mình lấy 2 củ đi. Xào chung luôn đó không? Chung dạ đúng rồi. Chung ớt chuông rồi luôn đó chị. Hết luôn. Nấm lên chiên thì xào luôn hả chị? Dạ bỏ vô luôn á. Nấm rơm không có rồi em dùng nấm này luôn nè. Lên nhà trên lấy thêm dao đi Giang ơi. Dao nhà trên hết rồi. Đây vừa tăm cái. Chị chúc An coi điện cho Dương nha. Chắc nhiều khi nó quên á. Nó đi xuống chị Hai nữa hả? Chỉ dặn là đứa nào không có mặt là không có trao tiền, cứ giữ đó cho chị. Đứa nào có chiếc khen là cho. Chọn 3 đứa hả anh? Tại hàng năm là chỉ cho 3 đứa này không à. Thì chỉ dặn là mấy đứa cố gắng học cho giỏi đi, thì năm nào chị cũng thưởng hết. Hay đạt loại giỏi là chị thưởng vậy đó. Thì tiền thì một chút nữa trước khi nhập tiệc em sẽ trao nha chị.
mấy con? 5 con mà 10 gần 12 kg á. Vừa là con 2 kg mấy. Ừ. Bự chứ ta. Cá này mà em nghe nói mà người ta cắt hầm á anh Chính, nó bay lên đụng một cái là có người xỉu luôn á, nó nhảy á, mạnh ghê luôn á. Kéo mà mút vô bao mặt con xe đi nó thôi. Đúng rồi, cái này mà đưa vô bè sườn là chắc bung quá chứ không, không còn. Đúng rồi. Trong cái clip mà nó quay cá này nè, nó nhảy. Cá bay đúng không? Cá bay bên Đồng Tháp. Dạ. Cắt lên cái rồ của nó nhảy. Dạ. Bỏ chạy. Trước khi mình lột tôm mình lấy cái kéo con cắt cái gâu, cắt cái đầu con lột nó mau mà nó lẹ nữa. Làm vậy lâu lắm. Bỏ cái đầu. Lột ghê. Xào thì lấy cái đầu nữa. Không dỗ nước. À, xào anh. Vậy ý xào. Ờ vậy cái đó dư hả? Vậy em bắt cái trụng này luôn đi, lấy cái nồi trụng luôn. Bấm máy anh. Má mở ngọc, mở mạnh nha. Rồi. Em luộc mấy cái cọng mì ý nè. Cho nó mềm chút là mình xào. Đừng có không thấy là mình có làm. Nhung bữa nay không có làm hả Nhung? Dạ, ra chủ nhật con nghỉ. Qua thứ mấy nhung? Qua thứ 7 chứ. Chị qua thứ 7, 2, 8 phải rồi chứ. Tại nó hết chủ nhật rồi chủ nhật. Cho rửa rửa tắm. Được. Chà chà cái ngọt ngọt. Ừ, chà chà cái sao coi. Mực nang này con biết làm không? Không biết, đưa đây tắm làm cho. Nướng cá đợi ăn nhỏ con nướng cá nữa. Không, cái đó em thái ra rồi em cuốn với bạc. Thái cuốn với bạc chứ không phải để nguyên con hả? Để nguyên con cuốn với bạc nướng chín không ta? Em thấy nó bự quá bự nè, không biết sao. Dạ. Nhiều nhiều vô. Đây chị. Hai con này lên mà không đủ nè. Không đủ chị nữa. Với bạc ít xíu nó này ít xíu rồi. Đâu, lấy quán đi rồi chạy đi mua. Anh quán cho nó đi anh. Chưa, cá chưa có rửa. Chưa rửa. Mợ anh Chính nó làm á. Bự quá bự, đập nó không chết. Vậy nó dễ hay gì? Hay để nguyên dễ. Đâu có, mình nướng mà, để anh để mình dậy. Con gì rửa sạch, quấn lại nướng nè. Cái này dậy, để dậy nó ngon hay là ấy chị? Dậy nó mới ngon. Vậy hả? Ừ. Vậy khi mình hấp đồ nó với đánh dậy. Lần đầu em ăn luôn đó. Này rửa, cái này là lấy con dừa nè. Con mà Ngọc nó nói con bự nhất là biết chưa không? 10 kg, 10 mấy kg á. Dữ à, con bự 10 mấy kg luôn hả? Dạ. Con chạy mà chả đừng có lưng không à. Gì con? Nó chưa ăn đó chị, nó mới ngủ dậy á. Cái gì mà hớ hớ à. Con cái gì nè, chú chở đi mua nè. Chú. Rồi rửa cá không? Rửa cá này gì? Tính cho mượn anh Chính cái ông làm đi chứ mới nổi chứ mình. Mình là không nổi đâu. Vậy làm cá gì kìa. Cá rửa, rửa cá làm gì kìa quấn. Chị Chính nó để dãy nướng luôn ngon thì mình để. Để dãy rồi anh gắn cho mấy đứa đi. Để dãy luôn hả chị? Bây giờ mình chà chanh với bắp muối thôi phải không? Cái mình quán với bạc là mình nướng hả? Cái phần chà chà cho nó hấp nhất, sập nhất rồi phải. Anh Chính làm giùm đi. Nó chưa chết đó nha. Chạy về. Chạy về. Chạy có cái bạc đó là Chính lấy con ăn. Cái phần rồi. Thật đó là mình sắc cái chị, sắc xào mì á chị. Có cái phần không?
Phèn hả? Phèn chua hình như nhà nhà trên đó rồi. Không, anh ấy ấy chanh với muối anh nó cũng cũng sạch nữa. Dạ, chanh đây có nè, muối hột đó. Con ngang trước đi, chính lấy đồ bị tóc rồi chờ chú trả con đi mua á. Rồi ngang trước đi. Chú sao đi đâu ạ? Mực na, mực na này trứng không ha, mực hết sức ngon. Vậy mình lên mua thêm hai cuộn đi. Dạ, tại lúc trước em quắn con gà không là hai cuộn rồi. Chị quất thêm ba cuộn đi. Ba cuộn nha. Dạ dạ, chắc ăn. Dạ nhỏ chưa xuống ha ngăn. Dạ chưa. Vậy là còn thiếu gian nhỏ không không? Có ai bắt nồi cơm chưa nha? Thôi để ăn lát ông ngoại, ngoại đồ cơm á. Mình này mình không phải ăn nhưng mà phải cho ông ngoại. Ngâm biết bắt không con, vô bắt nồi cơm đi con. Nấu ba chung đầy đi. Với con có xuống còn lấy thêm 82 cái dao nhỏ hay, chảnh hai dao nhỏ nó bén. Sang nha. Dạ dạ. Bông như lấy con nào? Bông quệ á. Với trắng lấy. Em lấy quệ trắng đi. Quệ trắng nha. Dạ dạ. Lấy cái bông này không? Bông đó bông gì vậy? Ly, giống như bông ly vậy đó. Lo kẹn chứ. Không biết nữa. Nè, nó gì nè. Bỏ đây thơm lắm luôn á. Dạ. Hai loại đi, lấy cho em hai loại đi. Dạ dạ. Lấy được không? Dạ hai loại đi. Của em tới 5 bình nữa đó, chị canh sao 5 bình đó. Nè. 5 bình mà cái cây này có 2 bông mà. Dạ. Lên chỗ có 2 bông mà. Coi nước sôi thả mì vô giùm 8.000 Nhung. Mì ý với con. Coi nước sôi thả vô nha. Xé bọc ra. Mình con bằng đứa bằng con. Đứa bằng con để mình chứa hết. Cái này chạy xe ế hay Vĩnh Chính? Ê. Không ai đi hả? Vậy có bữa trên ngoài, bữa không có đồng nào. Nhưng bữa không có khách thì lỗ hả? Tiền xăng, tiền đò, tiền ăn. Tiền đò, tiền ăn ngày lỗ ra 50 ngàn đó. Dạ. Chỉ dưới 50 ngàn lỗ. Vậy hả? Thầy lỗ mà ăn cũng lỗ. Cái gì cũng lỗ hết. Chặt ở trên nha, trái thì dài quá, nó sẵn là tay được hết rồi. Con này cầm lên như cái tập tạ. Tập tạ còn nó tới mấy ký lận. Còn lấy ha, hai ba trái quải là bẻ chưa có hết. Cô yếu than bỏ than vô nhiều nha Ngọc. Tới 5 con cá đó rồi ba cái mực này nướng. Đó. Đó đó cái bọc đó con. Bọc mới mua về đó. Chặt bỏ nhiều vô đi. Để cho ba cái than mới để vô nó chín hết rồi. Để đâu đánh nha mày. Trên mấy kệ đó. Trên bàn nè mấy đứa ơi, cái chà tiêu á, trên bàn á.
chả tiêu trắng cho nó đó. Ừ. Làm gì? Để đèn chút tắm rửa luôn chồng. Chín được hai con rồi nè cả nhà ơi. Giờ mình khui cây nó làm sao? Còn ba con kia thì đang nướng, cá này nướng quá lâu rồi. Nãy giờ cả tiếng đồng hồ thấy Nhung. Dạ, nướng lâu rồi. Ừ. Sáng bây giờ. Quan trọng là cái đầu của con. Coi cái đầu của nó có chín chưa? Nướng cái đuôi vậy. Con này lúc đang nướng thì bị lỡ cái thịt bụng đuôi vậy. Ừ, cá nhìn thơm quá. Thơm phức cả nhà ơi, thơm mà nó. Ngon, thịt cá ngon ghê không? Cô cút đè vô nó mềm mà. Mềm cá này chắc chín nè. Ôi, cái thơm. Chín nè, cá này cô cút được rồi nè. Con nghĩ con này chắc cũng chín rồi đó. Ở trong nó trắng rồi, nó không có đỏ. Dạ, nóng. Nếu như nó chín á, con sơm chiếc đũa ngay cô cút nó. Nó chín rồi đậy lên đi cho nó, đợi mấy anh kia cho nó nóng đi luôn. Đậy lên. Ừ. Quan trọng con coi cái cổ cút thôi. Sợ nó nín chỗ đó thôi. Rồi để đi đi, chùm lại cho nó nóng. Tám giờ tám xào mì ý. Tiêu xong chưa? Rồi. Rồi nhiêu được rồi, chút vào tắm hết đi, tắm lấy cái này. Cái thao mì ý xào hải sản đây cả nhà ơi. Cái này gồm có tôm, thịt heo, gan với mực. Để dưới đây rồi bây giờ mình trang trí ra. À, cái cần ô đâu? Rau cần nãy đâu? Rổ rau đâu? Rau cần là đơm lên đây. Dĩa lại. Này mình lấy ra dĩa thôi, còn bên đây thì nước sút. Nước sút cà chua. Này để mình chan lên. Chan lên mì. Lấy vài cọng thôi con ơi. Tấm để lên lớp mặt cho đẹp thôi. Còn bên đó thì mấy bé đang nướng mực nang. Tự nhiên cái nói không được luôn. Cầm lên. Ừ. Bỏ vô thau đi đi. Bỏ vô thau rau đó đi. Này thì mình có để ớt chuông. Ớt xanh, ớt đỏ, ớt chuông. Dọn bao nhiêu chén hả Giang? Để dọn mười mấy chén. Lấy mấy cái dĩa nhỏ nhỏ luôn con, lần đựng xương nữa. Nước mắm đó, mấy đứa ăn mì ý chan nước tương hay nước mắm? Chan nước tương á thì ấy nước tương ngon, chan nước tương bự cho nó. Sắc ớt bỏ vô, chan nước tương nó thấy ngon hơn là cái chưa. Chưa. Mình chia ra làm ba dĩa đi. Phan hả, để tám chia ra hết nha con. Còn sút nữa. Chàng cái sút đó vô nữa. Dạ. Còn hả chị? Vậy chị đưa xuống cho em giùm luôn đi. Dạ. Ra chén đi mấy đứa. Chén nước tương rồi con. Ai ăn mặn thì mình chan vô. Mình ra mấy chén đó. 4 chén gì đi.
4 hay 6 gì đó, hai bên là ai trang được thì trang. Thơm gì? Này có củ cải đỏ với củ cải tím vô cái nhìn nó bắt mắt rồi. Lấy gì Tiên? Tiên kiếm gì? Hả? Chén nhỏ. Chén bạc. Trời ơi, mình chưa lấy chén nhỏ vậy lấy. Trời, chén nhỏ nãy nhà kêu lấy bạc ống. Cái bộ dao này sợi cũng nó có cái đồ dắt dao á chị. Lấy đồ dắt dao đem ra. Này mình trang ba cái suốt rồi vô. Rồi xong đó con bỏ rau vô đi. Rau cần á. Bà nó xong hết chưa Ngân ơi? Mùi thơm thấy đói bụng quá. À, dưới là lòng xiên, cái quán lòng xiên nó bán dễ có chút xíu. Hôm bữa cây sao nó hơi giống như hơi bị ướt à? Nằm mười mấy. Cái này nó sút ở bển nha, chỉ gửi về nè. Cái mì mình à. Cái cọng hả? Ừ. Em bỏ không phải em bỏ dầu ăn. Ừ. Em trộn dầu ăn chứ tí đường, tí muối á. Cho cọng mì nó bóng bóng đều đều. Ăn cho nó bị béo phì hết luôn. Rồi nè. Nè con, chuyện ra. Còn rau găm này đâm đâm mực hả chị? Ý dạ, ý dạ. Giờ này đói luôn nè. Gì vậy? 1 giờ rồi. Nước mấy con cá không đâu khoan tiếng nào mấy tiếng hồ luôn. Từ lúc 7 giờ rưỡi, giờ này 11 giờ. Hết hồn luôn á. Nước xong giống như là mình đánh má hồng vậy đó. Nó đỏ, đánh má hồng. Khỏi tốn tiền mua mỹ phẩm nữa. Caramel mà quay hết mấy món ăn này chắc xỉu hết luôn. Ăn được chưa? Dạ con kính mời quý ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn nha. Ăn buổi tiệc nướng với nhóm của mình nha. Dạ em mời chị ăn cá bông lau nướng với nhóm của mình nha chị ơi. À, quên rồi, ăn đi cha má, ăn đi để cha má đi. Rồi, cha thấy anh Dương về chưa? Điện hồi sáng giờ không thấy tin tức luôn, chưa hả? Vậy vậy đó, nó chưa xuống, nó chưa về thì tiền này chắc còn giữ lại. À quên, nó trao tiền đi hồi đáng lát ăn no cái quên hết. À ăn đi cha, cháu má ăn đi, cháu má không có tiền đâu. mình không có tiền mình ăn đi. Ờ, ai không có tiền ăn đi. Chị ăn luôn chị. Thôi ăn đi, tôi đi kiếm đồ cho cha cho con tôi ăn. Dạ. Dạ ăn đi vậy ba. Con kiếm đồ con cho con xem nó ăn. Dạ dạ. Dạ chị ơi thì chị có bảo đó là
chị tài trợ tiền học cho mấy bé nào mà học sinh giỏi đó. Thì chị chọn là ba bé, là hồi năm rồi và năm nay cũng y vậy luôn, là bé Dương, bé An với bé Ngân. Thì loại giỏi là mỗi một bé là được 2 triệu. Thì bây giờ Dương không có ở đây, tạm thời em giữ tiền này lại. Thì khi nào mà có trao hàng xài hay như thế nào đó thì chị cho em hay. Rồi vậy thì chị cũng có gửi lời đến hai đứa nha. Cụ gấp gì cụ? Cố gắng học cho giỏi, cứ họ hãy loại giỏi là sẽ được thưởng 2 triệu. Rồi năm sau có thể là hơn. Mấy đứa thảy đi với ra qua cho bà cụ gấp cho mấy đứa. Cái mít kia để đâu rồi ha An? Không biết chín chứ con. Vậy hả? Kia hả? Ừ. Hình như con thấy trên mạng chỗ ra chỗ ra. Bước vô lấy giùm 8 cái mít đi con. Gấp một miếng con để đâu bên cái chỗ nào nè. Để cho bên mình lấy rau gì ngoài đưa cái chén rồi để vô giúp cho ăn miếng bún rồi để bún giảm lại đây. Xài bánh đi. Ừ. Từ xe bỏ giờ ra đó dĩa miếng bún đi. Bỏ đi. Để dĩa này lại. Tám mình. Đây. Qua ngày ăn chung chứ. Ké cho tám đi. Bữa nay chứ. Ở bên chính không có nấu cái đồ ăn rồi. Đầu đó đó. Kẹo đầu đầu cái nhà. Có chén nào? Nè. Ngon đó. Đổ anh ta quay mà. Tức là quý diệu. Ngoại có bún rồi. Đấy. Còn chín kia bên đó, ngoại cần gì? Còn cần gì? Bún 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 cho cho. Cần gì đó? Cho anh không gấp bún cho em. Lòng thân à? Không gà lăng gì cho anh chứ. Ngày gấp à. Gấp đâu. Hay là anh chơi em hàng cũ. Hàng cũ chưa xong. Ở nhà là có ổng chọc to rồi. Mợ hai đâu ăn gì được hả mợ hai? Vậy uống nước nha mợ. Có nước đó mợ. Dạ. Rồi bây giờ cho xin 5 phút trao tiền nha. Rồi nè. Kêu bằng chị đi cũng được đó. 2 triệu. Dạ em cảm ơn chị, chúc chị có thật nhiều sức khỏe và gặp được nhiều may mắn nha. Cảm ơn trước đi con. Dạ em cảm ơn chị, em chúc chị thật nhiều sức khỏe luôn như vậy trong cuộc sống. Anh Ngân có một bài lọc hoài. Gáp luôn hả? Sáng rồi mà. Em biết cho chị mà cái tiền nặng sáng năm chị tài cho em. chị gửi lại là mấy đứa cho phải cố gắng giỏi nha. Năm nào cũng phải vậy. Giỏi với xuất sắc thì sẽ được thưởng hoài. Ủa con ấy mới xuống hay vậy? Vì quên rồi con gì? Con Miên. Tường Vi. Tên Tường Vi mà. Tường Vi, anh tên thường gọi nó tên Miên hả? Ừ. Kêu tên Miên. Với nó tên Tường Vi. Vậy hả? Học năm nay sao con, loại gì ạ? Dạ loại giỏi. Loại giỏi hả? Trời ơi. Hay hả? Vậy hả? Rồi con xuống dài. Xuống lên chạy xe đạp. Đi xe đạp xuống hả con? À. Vậy ăn nhiều vô gấp tới không? Ngà gấp cho chị với ngà. Kêu ăn không chịu qua thì nó có kiếm gì bánh kìa. Nó mắc cỡ hả? Dòng họ không mà con, ăn rồi thấy rồi cứ nhào vô. Đi qua đây nè bà con. Ừ. Con cứ việc ăn đi. Chú chín đi dũng cũng ăn được chân. Vậy là con Giang nhỏ không xuống luôn hả Ngân? Sao ạ? Như ba lấy xe đâu. Không có xe đi hả? Giang nhỏ với còn một đứa nữa. Ba đứa nhỏ là còn đứa nữa. Một, hai, hai đứa. Ba yên đâu? Bún thì Ngọc mới gấp để ra nè. Nó không chịu ăn cá hả? Gấp luôn cho. Rồi con nhỏ kia, Từ Vi. Không, cái này đuổi riêng nha. Bị gì? Bệnh. Bệnh gì ạ? Thi xong rồi môn trung bình cái bệnh luôn á. Buồn quá bệnh luôn rồi. Chết.
Dạ cha, kéo vô đây đi. Đâu có gì đâu, chồm chồm, đâu có ai nữa đâu. Dán là bà ba nhán nổi không? Dán nhán nhán không nổi. Cái loại này loại mềm á mợ, con lấy loại mềm á. Nè, xớt ra. Cho miếng mắm để. Xớt ra đây. Mà rỡ ít tại sao cuốn được. Nó ốm mà nó cuốn. Cuốn cuốn mệt dữ rồi. Đố con dùng hoa hồng ra được á. Mấy đứa này nó chấm vô. Không, mỗi một bên rồi, cha cứ lấy vô đi. Cái đó nước mắm thường mà ơi. Nước mắm mà mắm cá nướng rồi nè. Đúng rồi, nước mắm này nè. Mắm me nè. Không miên dẻ. Gói cái dĩa, đẩy cái dĩa ra, kéo cá nhiều lắm, coi kéo sát vô đi con, ba đứa nhỏ đó. Ba đứa nè, còn hai đứa ăn con đó luôn đi. Ờ à, kéo sát vô con. Hai đứa ăn con đó. Trời ơi, ba đứa ăn con. Mở. Này cái này của con phải không? Ừ. Lấy nguyên bịch đi anh chính. Nào hết rồi nói cho đưa thêm. Làm thế thì ngồi nói chuyện. Ăn có không có ăn ăn như thế là nay ăn đồ ăn không là no rồi khỏi tới cơm. Thấy đồ ăn cái ngán nè. Dạ. Cái này làm lâu hơn. Cá nó thấy cũng ngán. Nước mấy tiếng đồng hồ cho 8 miếng. Đây là rau đây nè. Ừ đúng rồi đúng rồi. Thôi được rồi trai, bên đây nó gần hơn. Quần ruột không? Mịn nè. Không. Bị ăn cho Ngọc không chịu vô ăn. Sáng giờ nó ăn gì chưa Ngọc? Giờ nó ăn mì. Dạ. Còn ăn xong đi rồi hơn chút nó đút nó. Dạ. Ủa ăn nãy giờ thấy tâm ta. Chọc ghẹo nữa. Nghĩ gì? Cái gì con? Không, mì ý chấm. Mì ý chan nước tương. Nước tương ớt đâu? Chén nước tương ớt nè. Cái đó chén nước mắm. Không thấy tương ớt. Có, hồi nãy có cái keo mà tương ớt mình làm sẵn á. Cái chai hả? Ờ, cái chai á. Ừ, được, chị vô cho nó chan. Đâu con chén đâu, chị nói con chén nữa mà. Đâu, đâu. Có không? Chan đi rồi trả lại. Hay là bên bà ngoại. Thử xử đi. Nói thế nào thiếu gì thì xử nấy. Đứa nào mà không khiêu đi thì để chúng nó làm ngồi tao đi. Kiếm cho ăn. Thịt này nó tự tự như con cá lóc hơn cha, nhưng mà cái mùi nó đặc biệt hơn ha. Đặc biệt hơn mùi con cá lóc của mình. Cá này cái gì? Cá bông lao mà. Cái hình dáng nó giống như con cá lóc vậy đó. Ta kêu bằng cá bay. Cái bông gấm hồi trước nè chị. Ờ, bông gấm á. Ờ, hồi xưa kêu bông gấm hả? Ờ, bông gấm. Bông lao là cái da nó cũng như cái cha mình vậy. Vậy hả? Ờ. Bông lao là như cái cha. Này kêu bông gấm. Dạ. Này con cá bông tàu lao. Cá này hồi trước nè. Ở chút cha xuất điện đó. À, cậu hai mẹ nó xuất hay lắm nè. Ờ, con bự 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 không à. Dạ. Yeah. Mô ở xuất điện. Con giờ vậy kiếm bằng bao. 3 4 kg. Con 4 5 kg con bành bành vậy ôm như cho đứa nít lên vậy. Dạ. Ghê đến như chờ vậy cái ôm lên. Dạ. Mấy đứa nào mình nhấc rồi kia qua. Cá này đập lên mên không chết. Nó mạnh mà. Dạ. Bây giờ làm cậu hai mẹ bắt đó là cá đó là cá đồng, cá quan chứ không phải cá nuôi. Cái này chắc nuôi quá. Nuôi chơi. Này ừ, nuôi không à? Bạn hàng lấy nuôi không à? Ừ. Cô làm cái mì gạo lục bình rồi nè, xúc chỗ đó. Mì gạo lục bình mấy. Mà giờ đâu còn đúng không mà? Giờ cạn không có. Hết rồi. Giờ. Còn không còn. Cá mình cũng bự, con cũng mà 2 kg không biết. 5 con mà gần 12 kg. Dữ vậy. Đấy vậy. Còn hơn 2 kg. Dạ đúng rồi. Con 10 kg thì 2 kg, 12 kg là 2 kg dữ. Ừ. 5 lần 2 thì 10. 10 với cái kia cho như 2 kg nữa đi. 2 kg mấy?
2kg 15. Dạ. 2kg 2. 2kg 2 yếu. Ủa, thằng Thu ở ngoài trước hả? Dạ. Mì sao hải sản món ruột của ai với ngăn á? À, mấy đứa là hay mua mì này ăn nè, phải không? Mì cay. Mì hả? Mì Hàn Quốc cay, nó cũng hay ăn mì mì Ý nữa nè. Ê, ngay ngăn hả? Ngon quá. Rồi. Ngon. Tầm nó kêu còn cảm xúc lên. Nó kêu ngăn bằng gì ta? Dịch Conan. Dịch Conan hả? Hôm bữa nay chủ nhật là các em nghỉ mà hả Ngân? Tại sao không kêu các em ra đi đám cưới rồi? Trời mẹ. Đi đám nữa hả? Cũng có đám tiệc nữa. Chạy gấp cá tới không? Tới, tới với nhau không? Tới hả? Quê lễ tao mang hết rồi đó. Rồi tới tới đang còn nữa nè, mệt kế bên. Nãy giờ ông nội mình là hết nửa con rồi đó. Ừ, chút nữa chậm chậm chút nữa là hết luôn à. Dễ gì hết tao ơi. Nhanh tay còn chậm tay thì hết. Thôi để là cái gói rồi gấp tới. Để con đưa mấy này nè cho tránh dễ. Đồ ăn nhiều quá, nhìn đồ ăn nó no. Hủi cái hơi thôi là no rồi. Má, nạp bên đây nữa ơi, lấy bên đây luôn đi. Anh không còn chữ đó, lợi từ nhà cho. Ăn dùm em cho 100. Cháu không bảo chung. Cún cùi. Cái dĩa gà này cà liên. Mấy người nhỏ làm ăn gà này. Dạ chị ơi, thì em gửi lời cảm ơn đến chị lần nữa nha. Thay mặt hai bé gửi lời cảm ơn đến chị nha. Chúc chị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn trẻ đẹp nha chị. Dạ mình cũng không quên gửi lời cảm ơn đến quý bà cô chú anh chị và tất cả các bạn đã luôn yêu quý kênh Miền Tây Quê Em An Giang nha. Dạ mình xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.